Nhìn chung là qua cái đợt mà đại dịch Covid này thì nó cũng có một phần đấy ảnh hưởng đến cái thu hoạch cũng như là cái sản xuất nông nghiệp của bà con. Ví dụ như là mình trồng rau màu các loại, trước đây thì mình nó không có đại dịch thì mình đi bán, nó cũng là cái thị trường nó rộng hơn, nhưng mà do là đại dịch cho nên là hầu như là bà con cũng nói chung là tự sản tự tiêu, cho nên chỉ tiêu thụ trong vùng thôi, cho nên là cái đấy nó cũng ảnh hưởng đến cái thu nhập của bà con, thì giá cả nó cũng không được như là trước đây là mình đi bán được nhiều nơi thì là cái thu nhập nó cũng cao hơn, cho nên là nó cũng ảnh hưởng một phần. Nhưng mà nhìn chung là do là ảnh hưởng với Covid nhưng mà bà con vẫn sản xuất rồi vẫn phát triển kinh tế là cũng vẫn đang là rất tốt, cũng không vì vậy mà người ta làm, mà người ta vẫn làm vẫn phát triển được cái thu nhập cho gia đình. Nói đến cái nông nghiệp sinh thái thì như chúng ta đã biết là nó rất cần thiết với chúng ta bây giờ. Cái thứ nhất là môi trường của chúng ta bây giờ là nó đang là phải cần của cái môi trường cho sạch. Vì vậy là cũng do là cũng được nghe rồi tuyên truyền, cho nên là chúng tôi cũng đã là áp dụng cái nông nghiệp sinh thái, có nghĩa là mình hạn chế mà là không không dùng hóa chất để là trong cái sản xuất nông nghiệp như là trồng rau màu, thì ta thấy là nó rất là thực tế. Ví dụ như là mình không dùng đến cái hóa chất thì cái rau màu ta ăn nó đảm bảo vệ sinh này, và thứ hai nữa là không có hóa chất thì là cái môi trường người ta là nó cũng rất là trong lành, cho nên là cái này thì rất là cần thiết, và chúng tôi cũng rất mong là chúng ta cũng có được nhiều những cái mô hình để truyền tải đến bà con để dùng những cái hóa chất mà nó không dùng hóa chất, và ta sẽ dùng những cái sinh phẩm là nó thân thiện với môi trường để là bà con ta được dùng những cái sản phẩm sạch cũng như là cái môi trường của ta nó được đảm bảo sức khỏe.